Nhìn mấy con này cái mặt ghê vậy. Ôi, cái mặt nó y chang con heo luôn kìa. Ôi, ôi, ôi. Ôi, cái mặt đó kìa. Chạy lẹ, cứu thôi. Xin chào mọi người. Hôm nay cháu mới xong mắt Angelo đang đi về nhà. Trong tập trước thì cháu mới xong mắt Angelo đã đi về hướng đông để tìm cái núi lửa. Sau khi đánh boss thì cháu đã nhận được cái cột kim cương, hai cái khối kim cương nè. Còn cái viên kim cương này thì cháu nhặt khi mà rơi xuống nước lửa ở chỗ đó đó, thì cháu đã đào thấy nó gì cháu đào luôn. Tiếp theo là nhận cái cổng thông tin tam giác. Thì con boss đó rất là khó nhưng mà cháu thấy đánh nó không có được gì hết. Được có hai cái này à. Cũng khá là không có gì xịn nha. Bây giờ mọi người biết tại sao cháu phải đi bộ về không? Tại vì cháu có nuôi hai con cua nè. Mỗi thằng nuôi một con cua nè. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Mỗi thằng nuôi một con cua. Nhưng mà nếu mọi người dùng quỷ dịch chuyển để đi về thì con cua này nó sẽ ở lại, nên là phải dắt nó đi chung luôn. Nhưng mà dắt nó thì đi nó như thế này nè, mất mấy ngày luôn. Mà hiện tại thì chấm cũng đã gần tới nhà rồi. Có là vậy. Đi lâu lắm rồi. Tại vì chấm dắt cái con cua này đi lâu quá trời lâu rồi. Ở chỗ này sao người ta dăng hàng rào hay gì kỳ vậy? Đi chuyển tới nhà đó. Không, nhà tao đâu có hàng rào đâu. Ôi, có khi nào lâu quá đi quay lại mấy con thổ dân thu phục nó tự xây nhà không? Ghê vậy. Dễ gì chỗ này sao không có nhà tao được. Điểm hồi sinh của tao đang luôn đằng kia kìa. Để có lẽ nhầm này. Wow. Giờ mới để ý nha, cái nhà mấy cái này hình như là có nhà nè mọi người. Đặt cua lại đi. Cho cua ở đây đi. Ở đây có ai không vậy? Dắn lại. Cái này là gì ta? Cái giếng hả? Nhìn đến cái chỗ như để người ta hành quyết nè. Ghê quá vậy. Cắm bốn cái cờ xung quanh kìa. Để mình... Cái này chắc là cái nhà thôi mọi người. Nhìn giống cái nhà ha. Để chấm xe đốt lửa lên. Có cái giường luôn nè. Có điểm lưu hồi sinh luôn. Không để có người khác chơi nữa ta. Sao map này có hai tao mày chơi mà sao lại có cái này thì hay gì đó. Chắc có lẽ là cái map này đã có cái ngôi làng này sẵn. Hay là cập nhật phiên bản mới thì có ngôi làng. Này trong này có đồ nè mọi người. Mình sẽ không lấy nha, tại vì mình đã có đồ rồi. Nhìn mấy cái này như là một cái nhà hoang à. Mọi người thấy nó lá nó bọc vô trong tới trong nhà luôn nè. Mà chấm thì tối nay trời đã tối rồi, đi nhiều khi gặp quái tùm lum á, nên là chấm sẽ dừng lại chỗ này đi ngủ đỡ nha. Đấy, còn hai ngôi nhà nữa. Có gì không? À, đủ cái giường sẵn luôn. Bên kia cũng có cái giường sẵn luôn. Kỳ đó. Trong này cũng vậy nè mọi người, có cái rừng luôn nè. Hai giường nè. Nhưng mà không có gì hết. Wow, vậy chắc sẽ ngủ ở đây ha. Lạ nè, lạ nè, lại đây coi nè. Trời ơi. Mọi người thấy trên đó có gì không? Con này báo. Ở sau ở cái rừng thông mà lại có con báo vậy? Rừng thông mà lại có con báo đứng ở trên cây luôn. Kỳ thiệt. Cái này theo chấm nghĩ thì đây là một cái ngôi làng bị bỏ hoang nha mọi người. Đây chính là cái hồ, kiểu như cái hồ người ta làm việc ở dính chỗ này nè. Cái hồ thì rất là nhiều cá luôn. Cái này chắc chắn là cái hồ tự sát nhiều tiếp. Cái hồ này có lẽ người ta dùng cái chỗ này, người ta giặt đồ hay là cái kiểu đó, người ta nấu ăn là sẽ dùng hết vô cái này nè. Từ khi mà bắt đầu bước vào cái ngôi làng này thì chấm thấy nó đúng là nhìn như là nha, cái ngôi làng bỏ hoang rồi. Tại vì không thấy người ta nuôi, không thấy có người, không thấy có ai nuôi hay là trồng ruộng các kiểu gì. Không thấy được. Rồi, bây giờ chấm sẽ cắm trại lại ở đây nha. Chấm sẽ nướng mấy cái đùi gà ăn tối. Cũng tại vì phải dắt mấy con cua về mà bây giờ phải đi nó lâu như vậy nè mọi người. Đó, nhìn từ xa thấy con cua hình như đang ngủ hay gì kìa. Ghê, con nó ngủ. À, nó lửa nó đang cháy, không phải. Nhìn cái chỗ này ghê quá. À, rồi chắc chắn là cái chỗ này mọi người nhìn chắc là hành quyết thiệt rồi. Kiểu như trong làng á, nó quăng người vô, sau đó nó dùng lửa nó đốt xung quanh mấy cái này. Ghê thiệt. Ở phía sau thì là rừng, chắc là rừng rồi. Hàng rào nè. Không biết là hàng rào họ dăng tới cỡ nào nha. Bây giờ chấm sẽ vào đây ăn đùi gà. Ăn đùi gà nha. Ăn không? Bây giờ chuẩn bị đi ngủ để sáng mai tiếp tục hành trình đi về nhà nha mọi người. Nhà của chấm thì ở hướng này nè.
đi chắc còn xa. Đi ngủ nha quay. Một xíu. Còn 10 giây nữa. Không ngờ lại trong game này lại có đi vòng vòng, trong game này lại có được một cái ngôi làng ha. Ngôi làng bao hoang. Mày, anh đang nhớ cái hầm. Kìa vậy. Nhìn giống người say. Tao lại tao coi vậy. Cái gì đằng kia thấy ghê vậy. Mày đừng có nhìn nó. Bị kẹt rồi. Sao? Ôi, đúng là cái hầm giống con người say thiệt. Đúng rồi, xuống trăm lát rồi. Ôi, hồi nãy thì ở trước cổng làng thì gặp một cái gì ấy, cái gì ghê vậy. Trời, mày chơi video ông ngoài. Không có, tao đâu có. Ui, tao không bị nè. Tao không bị nè. Mày, mày lấy vòng vai nó bắn. Gì ghê vậy, coi xung quanh có người không đó. Thì đứng đây đi, tao lên tao coi. Đầu lên đây cổ nó bự rồi mọi người. À, trời. Wow, cái chỗ này đúng là thiệt. Vậy chắc con ông lắm. Uầy. 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 Quái gì? Đọc nhìn, gì nó ghê vậy? Tao nhìn không rõ, tao nhìn không rõ. Lại đây nhìn nè. Tao bị cái gì nó xanh xanh, nhìn không rõ. Có gì? Tính tính hoài. Nhìn giống mấy con thổ dân mọi người. Mấy thổ dân rốt dài gì? Uầy, hình như cái mặt nó nhìn thấy ghê quá vậy. Cái mặt nó kìa. Để chúng tôi đi. Thôi nó. Lỡ nó đập chết. Nhìn cái mặt nó kìa. Mình đánh nó thử cái. Ui, nhìn mấy con này cái mặt ghê vậy. Ui, cái mặt nó y chang con heo luôn kìa. Ui, nó đập. Bây giờ mình lọt nó hôn chết. Ui, chạy nhóc đi. Ghê quá trời đáng. Ờ, à, tụi nghi chắc ở đây có bệnh dịch quá không quên. À, ghê rồi, bắt mẹ ngay. Ui, trời ơi. Ui, chạy mẹ, ghê quá. Sao được. Ui, cái mặt nó kìa. Chạy mẹ, tụi ơi, đâu ra vậy. Chạy mẹ. Ôi, tụi bỏ mày cua đèn. Mọi người không có chạy mất tan rồi. Cua ơi. Kìa quá đi. Mọi thằng chia ra đường chạy đi. Hẹn ngày gặp lại nha nhóc. Tiêu rồi chạy xuống nhầm được biển rồi. Ui, nó đi mất rồi mọi người. Đầu nó biến này ghê trời. Ui, giật mình. Hôm nay cái ngôi làng nó ban đêm mới xuất hiện trời. Ui, sao tự nhiên nó đập ghê vậy. Kìa đứng từ xa nhìn còn thấy nó kìa. Kìa ngạo mày. Đâu ngoài này có quái thì nó không còn nào gì. Sao ở được nhóc, nhìn mấy con nó hung hăng như vậy luôn. Chắc giờ trong 10 tiếng rồi. Nhìn ghê quá. À, đứng nhìn nó kênh mày. Mày, ủa mày đâu. Ui, cái bọn này nè. Bây giờ còn rung nữa, trời, nó đánh lộn kìa. Nhiều quá. Thôi chạy nhóc ơi, hồi nó bắt được nó giết luôn đó. Nó quầy giống con heo nữa. Vậy cuối cùng là hai con cua mất luôn rồi. Bỏ tay. Là canh tới sáng rồi mình. Thôi, ghê quá. Mọi người có gặp cái ngôi làng có cái trường hợp như vậy bao giờ chưa? Trời ơi. Nhà mình. Mặt mũi của nó thì lầy lội ra, nhìn có con thì mặt heo, có con thì con, cái con mắt nó lội ra. Ui, ghê thiệt, lần đầu gặp cái trường hợp vậy luôn. Mỗi cua nó nhổ mày. Ghê quá. Để lấy cái yên thú cưỡi của cái con thương nhân trong đây reset hết sao luôn. Nhưng mà nó vẫn không ra. Nên bây giờ còn không sao nè. Hay vậy. Thì lấy cái yên thú cưỡi đó chứ mày có một cái à. Sao tao đi được, sao đem con cua về được. Còn mãi làm sao. Ai, công nhận ổn thiệt. Mất hết sao để lấy cái yên thú cưỡi đi dắt con cua về. Đã nửa đường rồi bây giờ phải dừng lại. Giờ hai con cua nó còn ở đó giờ không biết sao đi trời. Đợi đủ đinh rồi nhóc. Dẫn em tới. Hay là lập chiến dịch giải cứu cái con cua. Chính xác rồi. Giờ phải triệu tập mấy thổ dân lại. Rồi dẫn một đám tới. Thử mấy con đó mới được. Kệ quá trời. Thổ dân ở nhà nuôi được con thanh niên mà nó đứng ở nhà nó bị cái gì không biết mà nó không có đánh. Ngồi bỏ tay nè. Bắt đầu đình lại khóc cụ bắt đầu chạy. Giờ không biết ban ngày nó còn xuất hiện không ta. Đình tới coi thử nha. Đi nãy giờ cũng khá là xa rồi. Quay lại. Nếu không được là phải có một cái chiến dịch giải cứu con cua. À mày đứng đó đi nhóc. Để tôi chạy ra đó coi xong tao đi. Có người nào tới thì cua bị ăn thịt mẹ không. Kìa quá trời. Lần đầu mình gặp cái trường hợp này luôn. Tự nhiên nó biến biến đâu nó xuất hiện. Ui, nó đứng nguyên một bầy luôn kìa mọi người. Mà cần biết tao đi rồi. Ghê lắm nha mày. Hình như nó đang đứng trực chờ hay gì á. Nhìn như là một bộ lạc ăn thịt. Không hề
làm gì trò đâu, tôi nghĩ chắc đang đúng cái mặn mấy con cua đó. Ghê quá. Thôi dễ. Chắc nó ăn cái món lẩu cua siêu cay rồi. Bây giờ chấm sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người.